Tập 15. Nhuận Chi à, sao rồi? Đã lâu vậy rồi, vẫn không thể sửa được. Nếu như cứ như vậy, chúng ta thật sự trở thành kẻ điếc và tên mù rồi. Hay là chúng ta phái người tới chia đội tiền trạm tìm hiểu tình hình đi. Không được, cả đi cả về là mất 2-3 ngày. Như vậy thật sự sẽ làm chậm trễ thời gian. Chủ tịch Ân Lai, Lão Tổng, có tình hình gì sao? Quân đoàn 9 của nhóm La Bính Quy, Hà Trường Công từ hôm qua đã bắt đầu không liên lạc được với chúng ta. Vừa mới phái thông tín viên đi suốt đêm tới đây. Họ tới khu vực Đức Xương, có giao chiến với Lưu Nguyên Chương. Lương Nguyên Chương hình như đang kết hợp với hai đội tiên phong của hai lộ quân Tiết Nhạc, tấn công quyết liệt, nhắm thẳng về hướng chúng ta. Nhóm của La Bính Quy yêu cầu chúng ta mau chóng di chuyển về hướng Bắc, chỉ sợ họ không kiên trì được bao lâu. Tối hôm nay tôi sẽ không ngủ, tôi phải thức chờ tin tức liên lạc của Minh Thành. Nếu tới sáng mai vẫn không liên lạc được, lập tức thông báo toàn quân di chuyển sang hướng Lễ Châu, đồng thời lệnh cho La Bính Quy, Hà Trưởng Công lập tức triệt hết quân phía sau, không thể kéo dài được nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Anh không ngủ, chúng tôi cũng không ngủ được. Hay là chúng ta cùng nhau chờ tin tức đi. Được. Quỷ viên trưởng Bố Lôi à, lại đây, lại đây. Sao cậu lại đến đây vậy? Thư ký nói là ngài không chịu về nghỉ, kêu tôi đến đây khuyên ngài đi nghỉ. Bố Lôi, tôi đoán là ngay trong đêm nay nhất định chúng ta sẽ có được tin tức của đội tiền trạm Lưu Minh Thành. Tối hôm nay cứ xem như là tôi ở đây là sĩ quan trực ban đi. Quỷ viên trưởng, phòng trực ban đã có sĩ quan trực rồi, ngài vẫn nên giữ gìn sức khỏe, hay là về nghỉ ngơi trước đi. Bố Lôi à, cậu không hiểu à, vào lúc này mọi chuyện chỉ thay đổi trong chớp mắt, tôi bắt buộc phải cẩn thận. Huống chi Lưu Minh Thành này vẫn luôn không làm theo lẽ thường tình, với kiểu đối thủ như vậy tôi không thể không đề phòng. Buổi tối hôm nay tôi nhất định phải chờ được tin tức Lưu Minh Thành đi tới Việt Tây, cho dù có vất vả một chút cũng không có sao hết, tôi bằng lòng ngồi đây chờ. Vậy quỷ viên trưởng, tôi cùng chờ với ngài. Vậy tốt, có cậu ở đây chúng ta có thể trò chuyện rồi. Rất tốt, quỷ viên trưởng, ngài chờ một chút, tôi kêu họ chuẩn bị một chút đoạn khuya cho ngài. Được đó, rất tốt. Khúc Mộc Tony đúng là khách quý rồi, khó có khi anh chịu tới nhà tôi. Tôi nhớ lần trước khi anh tới nhà của tôi là lúc tôi dẫn quân đi đánh quan gia. Hôm nay thật sự là tôi có việc tới đi tìm thủ lĩnh. Mời nói. Nghe nói là Hồng Ma quân đã tới gần khu vực trấn Lô Cô. Về chuyện này tôi có nghe nói qua. Vậy thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan quyết định đối đãi với Hồng Ma quân như thế nào? Sao mà nhị các quản gia và thủ lĩnh đã bàn bạc rồi? Nếu như Hồng Ma quân lên núi muốn đi qua Chương Bảy Tử, chỉ cần họ không quấy rầy chúng tôi sẽ để cho họ đi qua. Cùng lắm thì chúng tôi đưa con nít và phụ nữ lên núi tránh mặt một thời gian, chờ Hồng Ma quân đi rồi thì Chương Bảy Tử vẫn thuộc về nhà quả cơ chúng tôi. Thủ lĩnh cũng nghĩ vậy à? Thủ lĩnh à, anh sai rồi, tuyệt đối không thể làm như vậy được. Tại sao? Mấy hôm nay chuyện của Hồng Ma quân đã khiến cho mọi người hoang mang. Tôi ở nhà đã bói thử một quẻ, kết quả của quẻ này
cả tôi cũng thấy kinh hoàng. Là kết quả gì? Hồng Ma Quân là ma quỷ. Nếu như chúng ta để cho Hồng Ma Quân đi qua Dương Bãi Tử, chúng ta sẽ bị tổ tiên trừng phạt, là nghiêm khắc trừng phạt. Tuyệt đối không được để họ đi qua, nhất định phải đánh họ chạy về dưới núi. Khúc Mộc Tô đi, những gì anh nói đều là thật chứ? Tôi có khi nào gạt anh đâu. Vì để tránh gặp tổ tiên trừng phạt, tôi đề nghị mọi người vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng. Còn có một chuyện nữa, anh nói đi. Vì để trợ giúp người Di chúng ta chống lại Hồng Ma Quân, Lữ trưởng Đặng Tú Đình hôm nay có mời tôi xuống núi, nhờ tôi lên đây cùng thương lượng với anh. Anh ta muốn kết minh làm anh em với anh, không biết anh có đồng ý không? Kết minh làm anh em à? Đúng vậy, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu anh cùng Chỉ Quy Đặng kết minh làm anh em, không chỉ có thể chống lại Hồng Ma Quân, sau này ở khu vực miền Bắc chúng ta sẽ có người anh em Chỉ Quy Đặng này làm chỗ dựa. Cộng thêm dưới tay của anh ta có tới mấy ngàn tay súng, nhà nào cũng dám đụng tới nhà Quả Cơ các anh được chứ? Tôi nói cho nghe nè, Khúc Mộc Tony, tôi không nghe lầm chứ? Chuyện này không phải là chuyện đùa. Cùng người Hán kết minh làm anh em, đề nghị này tôi phải suy nghĩ lại thật kỹ. Anh có thể suy nghĩ thật là kỹ, nhưng mà phải nhanh. Hồng Ma Quân nói tới là tới. Nếu như Hồng Ma Quân tới đây, anh với Chỉ Quy Đặng còn chưa kết minh, Chỉ Quy Đặng cũng không có cách nào giúp nhà Quả Cơ các anh đâu. Quý viên trưởng, quý viên trưởng, cũng khuya lắm rồi, ngài dùng ít điểm tâm đi. Bố Lôi à, nhóm Chu Mao Hồng Quân phải đi qua Việt Tây là không nghi ngờ gì rồi. Tối hôm nay sẽ kết thúc mọi khổ sở lâu nay của chúng ta. Mọi chuyện hiện giờ đều nằm trong sự tính toán của ngài. Tôi chỉ có một chút lo lắng, Lưu Tương, Lưu Văn Quy, Dương Sâm, ba người này khó mà ở cùng một chỗ. Người nào cũng có tính toán riêng. Nếu lỡ để nhóm Chu Mao tìm được kẻ hở lách qua thì sao? Đây chính là vấn đề tử quyệt. Vấn đề này cũng là điều mà tôi lo lắng nhất. Nhưng hôm nay ở trước mặt Lưu Văn Quy, tôi đã nói vài câu để hắn nguôi ngoai. Nhìn biểu hiện của hắn lúc đó cho thấy còn biết tròn biết méo. Hắn biết rằng những nơi mà nhóm Chu Mao đi qua đều là khu vực hắn quản lý, hắn không thể bỏ mặc được. Nếu xảy ra vấn đề, tôi tùy tiện trị hắn tội gì hắn cũng không đảm đương nổi. Yên tâm đi, tôi ở đây là để trấn thủ bọn họ. Tôi không tin bọn họ không phục tùng mệnh lệnh. Hy vọng là mọi chuyện như quý chiến trưởng mong muốn. Trận này hình như so với trận của 72 năm về trước còn lớn hơn, vậy nên tôi tin là cũng sẽ có một kết thúc huy hoàng hơn. Ghi tên sử sách, ghi tên sử sách. Sao rồi? Tư lệnh, sao rồi? Điện đài của Trung Kết Quân Quỷ vẫn không liên lạc được.
Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đã 2 giờ trời sắp sáng rồi, không thể chờ thêm nữa. Anh lập tức tới quân đoàn 1 mời tham mưu trưởng Tả Quyền, chính quỹ Lưu Á Lâu, sư đoàn 2 tới đây, nói là có nhiệm vụ đặc biệt. Rõ. Vừa rồi tôi cũng đoán như vậy. Anh sẽ phái người của trung đoàn 5 sư đoàn 2 đi. Lần này chúng ta lại có cùng suy nghĩ rồi. Lần này anh lại làm con giun trong bụng của tôi nữa rồi. Các đồng chí, thật xin lỗi, sớm như vậy lại đánh thức mọi người, bởi vì nhiệm vụ rất cấp bách. Tư lệnh à, ngài không cần khách sáo, cứ giao nhiệm vụ cho chúng tôi đi, chúng tôi kiên quyết chấp hành. Tả Quyền, tính tình của cậu vẫn còn hấp tấp. Lần này tôi giao cho cậu một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Gian khổ thế nào tôi cũng đâu có sợ, chỉ sợ là nhiệm vụ tôi quá dễ dàng thôi. Nếu quá dễ, tôi làm xong cũng không thấy có ý nghĩa gì. Vậy thì tốt. Hiện giờ tôi tuyên bố, tham mưu trưởng Tả Quyền cùng chính quỹ Lưu Á Lâu dẫn đầu trung đoàn 5 sư đoàn 2 ngay lúc hừng sáng sẽ lập tức xuất phát, đi qua Cửu Doanh Trại, đến thành Diệt Tây, thẳng tới thôn Đại Thụ. Như vậy tư lệnh đã quyết định để chúng ta đi đường lớn qua sông Đại Đô sao? Đúng. Các cậu sau khi tới sông Đại Đô thì lập tức quay về, tới Lô Định cùng hợp sức với quân chủ lực. Sau đó từ Lô Định vượt qua sông Đại Đô, chính quỹ sư đoàn 2 quân đoàn 1 Lưu Á Lâu. Tư lệnh, ý của ngài là chúng tôi sẽ là đội quân đánh nghi binh. Các cậu phải giương cờ chống trống, phải tuyên truyền rộng rãi, hô hào thật lớn, phải oai phong lẫm liệt để quân chúng tin tưởng các cậu là quân chủ lực Hồng quân. Ở Cửu Doanh Trại và thành Diệt Tây, các cậu phải đánh thật mạnh, phải thể hiện được oai phong của quân chủ lực để kẻ địch không có một chút nghi ngờ gì, tin các cậu là quân chủ lực của Hồng quân. Các cậu đánh càng mạnh, càng có thể khiến kẻ địch vững vàng canh phòng ở tuyến đường Phú Lâm này. Như vậy cánh quân trung ương của chúng ta sẽ càng được an toàn. Hiểu rõ. Xin tư lệnh yên tâm, chúng tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cho các cậu thời gian 2 tiếng quay về động viên mọi người, rạng sáng là xuất phát. Tư lệnh, tôi có một vấn đề. Hành động lần này là do Trung Cách Quân ủy phê chuẩn sao? Đây chính là điều mà tôi muốn giải thích rõ với mọi người. Hiện giờ chúng ta và Trung Cách Quân ủy hoàn toàn không liên lạc được. Đã một ngày rồi, chúng ta không thể ngồi yên để dụt mất cơ hội này. Cho nên quyết định này là do tôi, tư lệnh của đội tiền trạm, quyết định. Tất cả vấn đề sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Còn có chính quỹ tôi nữa, tôi cũng cùng chịu trách nhiệm chuyện này. Chu lão tổng, trời sắp sáng rồi. Phải, sắp sửa 5 giờ rồi. Không chờ thêm được nữa, lập tức xuất phát, di chuyển hướng về Lễ Châu. Được, lập tức xuất phát. Tôi đi an bài. Được. Tả Quyền, có biết vì sao tôi để cậu và đồng chí Á Lâu đi đánh nghi binh không? Bởi vì cả hai cậu đều là người trí dũng ở mọi phương diện. Trước mắt quân ta đứng trước tình huống vô cùng hiểm ác, tình hình của địch có thể thay đổi biến quá bất ngờ. Để gánh trách nhiệm này, không chỉ cần một mãnh sư dũng mãnh, mà còn cần hơn một chiến sĩ linh hoạt, có tài ứng biến. Cảm ơn thủ trưởng đã tin tưởng. Còn nhớ năm 1930 khi chúng ta trở về nước, tôi bị bọn đặc vụ của Nhật để mắt tới không? Đương nhiên là nhớ rồi. Lúc đó tôi muốn lại gần để lên tiếng chào cậu. Cậu lại nói mấy tiếng Nga với tôi. Đừng nói là người Nhật, cả đàn anh đi cùng tôi cũng bất ngờ với cậu. Lúc đó tôi đã nhận ra cậu rất có tài diễn kịch. Đánh nghi binh lần này cũng giống như diễn một vở kịch. Chuẩn mực và lão luyện là hai thứ quan trọng nhất vào lúc này. Tôi tin cậu và Á Lâu nhất định có thể diễn tốt vở kịch này. Nhớ kỹ,
Nhất định phải khiến cho lão tưởng hoàn toàn tin tưởng mới được. Xin tư lệnh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chuyển tốt tuồng, tu sửa sàng đạo, ngầm dược trần thương. Thành công hay thất bại đều nhờ vào việc này, nhờ hết vào cậu. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta gặp lại sau. Hẹn gặp lại. Sau khi trải qua một đêm không ngủ thật khó khăn, Lưu Minh Thành đã đưa ra một quyết định mà đời sau gọi là bước đi thiên tài, lô cô chia binh. Phái Tả Quyền Lưu Á Lâu dẫn đầu trung đoàn 5 sư đoàn 2 Hồng quân đi theo đường lớn Việt Tây tiến hành đánh nghi binh. Còn quân trung ương chủ lực thì âm thầm tiến vào con đường nhỏ ở miền Bắc, đi thẳng đến An Thuận Trường. Theo anh ấy, đây là một nước cờ hiểm, hiểm lòng trong hiểm, mà chính nhờ nước cờ hiểm này đã dẫn tới chiến thắng bất ngờ, mới có thể phá giải âm mưu hội chiến ở sông Đại Đô của Tưởng Giới Thạch, mới có thể hóa giải tình cảnh nguy cơ tứ phía của Hồng quân, hồi sinh trong chỗ chết. Quỹ chiến trưởng đừng sốt ruột, sẽ có tin tức ngay thôi. Vậy thì cứ chờ đi, chờ thôi. Báo cáo. Có chuyện gì nói mau. Lưu Nguyên Chương gửi điện báo, trạm gác của Nhiếp Thu Hàm phát hiện đại đội quân cách mạng rạng sáng nay đã xuất phát, có dấu hiệu hướng thẳng về hướng đông bắc, hiện đã đi vào đường lớn đến Việt Tây. Cậu đi đi. Rõ. Bộ Lôi, nghe thấy chưa? Tin tức tốt tới rồi. Mọi chuyện đã nằm trong sự khống chế của chúng ta. Quỹ chiến trưởng bày mưu nghĩ kế, lần này nhất định sẽ đại công cáo thành. Ngài cũng vất vả cả đêm rồi, về nghỉ ngơi thôi. Tin tức tốt tới rồi, vậy thì càng không thể ngủ được. Bố Lôi, xem thử thành thành đô có món gì ngon, chúng ta đi ăn thử một chút. Được, tôi đi sắp xếp. Mời quý viên trưởng. Đi đi đi. Tôi nhìn một chút. Trong thành Ninh Thự này kiểm tra quá gắt gao, có phải đàn Tú Đình đã nghe được tin tức gì không? Thiên Tuấn, chúng ta về trước đi, báo cáo với đội trưởng tình hình ở đây. Đi. Đội trưởng, tình huống sao rồi? Đàn Tú Định cho người kiểm tra rất chặt, với bộ dạng của chúng ta chắc chắn không vào thành được. Nhìn thế trận bày ở cổng thành, xem ra đàn Tú Định đã sớm biết được tin tức gì rồi. Đội tiền trạm chúng ta đến trấn Lô Cô, chắc chắn có người báo cáo với đàn Tú Định. Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta cũng không thể nào ở đây chờ hoài vậy được. Anh đừng vội, để tôi nghĩ xem có cách gì. Đội trưởng, đội trưởng, to con. Đội trưởng, tình hình sao rồi? Tôi canh chừng ở đường lên núi thì phát hiện dưới chân núi có một thương đội người Di, họ sắp sửa đi qua chỗ này. Có bao nhiêu người? Khoảng chừng hơn 20 người. Đội trưởng, tôi có cách. Nè, đi nhanh chút đi. Nhanh lên. Lần này nhất định sẽ bán được giá tốt. Phải, nếu không chúng ta uổng công đi chuyến này rồi. Đại ca, đại ca, bên canh là đơn vị nào quản vậy? Là tôi. Quản sự, tôi có thể nhận giúp một chuyện không? Có chuyện gì cậu nói đi. Chuyện là như vậy, hiện giờ tôi là người dẫn đường cho một đội thương nhân người Hán, nhưng bây giờ họ lại bị lạc với đội dẫn đầu. Giấy thông hành của họ, đội đầu cũng mang theo vào thành mất rồi. Hiện giờ họ đang nóng lòng đi tìm đội dẫn đầu của mình. Quản sự à, xin anh thương tình cho họ đi cùng vào thành được không? Cậu là người nhà nào? Tôi ở Hạ Phổ Hùng. Hạ Phổ Hùng,
Tính ra chúng tôi còn là thân thích đó. Chúng tôi là bên nhà Khỏa Ngũ. Được rồi, lần này tôi sẽ giúp người anh em ở bên nhà Hạ Phổ Hùng. Cứ cho họ gia nhập vào đội của chúng tôi đi. Mau lên, qua đây đi. Ờ, à, được rồi, tốt quá. Các anh em, để mấy anh em người Hán này gia nhập đội ngũ chúng ta, cùng nhau đi vào thành Ninh Thự. Ờ, à, được, được. Đi thôi, đi. Đi theo, mọi người vào hàng đi. Nào, cậu làm người dẫn đường cho họ sao? Phải đó. Đội ngũ bây giờ đông thật đó. Đúng vậy, như vậy sẽ an toàn hơn. Thành Ninh Thự. Nhanh đi, đừng có nhìn nữa. Được rồi, được rồi. Nhanh đi. Đứng lại. Đi đâu đó? Chúng tôi ở trấn Di Gia miền Bắc, vừa tới thành Tây Sương mua bán ít đồ về đây. Mấy người này đều là người của anh sao? Đương nhiên rồi, không phải người của tôi, sao tôi cho đi chung được? Không tin anh có thể tới hỏi từng người trong họ. Có giấy thông hành không? Có. Giấy này là do Lữ trưởng Đặng của các anh đích thân ký tên. Mặt trên còn có chữ viết tay của Lữ trưởng. Được rồi, được rồi. Đi mau, đi mau. Đi thôi các anh em. Đi thôi, đi thôi. Lên đường đi. Được rồi, mau vào thành đi. Phía sau bám theo đi. Được rồi. Đại ca, chuyện hôm nay xin cảm ơn anh. Hôm nào anh đến Dương Bãi Tử tôi mời uống rượu. Hầu tử dựa vào rừng rậm, người di dựa vào nhà, dễ bàn mà. Vậy được, tôi dẫn họ đi trước. Đội dẫn đầu hiện giờ đang chờ họ. Được, sau này gặp lại. Tạm biệt. Đi thôi, các anh em. Đội trưởng, chính là chỗ này. Vào đây, mấy vị khách quan. Đây là phòng của các vị, mời. Được rồi, cảm ơn. Mời. Phim được dịch, thuyết minh và cô Thi Chi, cảm ơn cô. Người một nhà không nói hai lời, có thể làm một chút gì cho ông quân, tôi rất vui. Mọi người thu xếp một chút, sau đó sẽ chia ra hành động. Chúng ta chia ra vào thành trinh sát và phòng vệ của Đặng Tú Đình, rõ. Tất cả nghe cho kỹ đây, lục soát thật kỹ cho tôi, không được bỏ qua bất kỳ thành phần khả nghi nào. Hai người qua bên kia đi, rõ. Đội trưởng Triệu, anh dẫn người vào lục soát chỗ này. Đi theo tôi, rõ. Hai người qua kia đi. Hai người theo tôi. Mỗi phòng ở đây đều lục soát thật kỹ cho tôi, rõ. Thiên Tuấn, ra ngoài xem thử. Không được bỏ qua bất kỳ thành phần khả nghi nào. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Đi, theo tôi. Lục soát thật kỹ vào. Hai người canh qua kia đi. Mở cửa ra, mở lên. Mở cửa đi. Mở cửa ra. Mở cửa. Mau lên. Hai người canh qua đây. Theo tôi qua đây xem. Rõ. Tình hình sao rồi? Dưới sân có rất nhiều quân cảnh vệ đang tiến hành kiểm tra, sắp đến đây rồi. Bây giờ phải làm sao? Đội trưởng, tôi có cách. Cô, mở cửa đi, nhanh lên. Tới liền, mở cửa đi. Quân gia, các anh muốn làm gì vậy? Kiểm tra theo thông lệ. Anh là người ở đâu? Tôi từ Hạ Phổ Hùng tới.
Anh là người Di à? Phải. Trong phòng còn ai nữa không? Trong phòng còn có anh của tôi. Tránh ra. Anh ta bị sao vậy? Anh tôi bị bệnh rất nặng, phải vào thành tìm bác sĩ. Bệnh này không phải rất tốn nhiều tiền sao? Nên chỉ có thể ở chỗ này thôi. Để tôi qua xem thử. Quân gia, cẩn thận một chút. Anh ấy bị bệnh truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm gì? Cái chết đen. Cái chết đen. Ở yên trong này đi. Đi. Rõ. Quân gia, đi thông thả. Ra đi. Làm tôi sợ chết đi được. Cô Thi Chi, cô thể hiện quá tốt. Gặp nguy hiểm không bối rối, diễn rất chân thật. So với mấy tên lính trinh sát này còn mạnh hơn nhiều. Đội trưởng Trần à, anh đừng khen tôi nữa. Giờ tim tôi còn nhảy lung tung trong đó đây nè. Tôi thực sự không phải là khen cô, mà là cô rất có tiềm năng làm lính trinh sát. Nếu Quế là con trai, tôi nhất định sẽ đào tạo Quế thật tốt. Con gái thì không đào tạo được sao? Đội trưởng, con gái cũng có thể làm trinh sát được mà. Được rồi, cậu bớt làm ồn đi. Mọi người nghe kỹ đây. Tình hình trong thành vô cùng căng thẳng. Chỗ này đông người phức tạp không an toàn. Tôi sẽ vào thành xem qua tình hình. Thiên Tuấn, lát nữa chúng ta cùng đi tìm tổ chức đảng nằm ở miền Bắc. Có họ trợ giúp, sau này triển khai công việc cũng tốt hơn. 6 giờ tối nay chúng ta tập hợp ở đây, báo cáo tình hình. Tất cả hiểu hết chưa? Hiểu rõ. Nhanh lên, tăng tốc đi. Mọi người nhanh đi, mau bám theo. Phía sau đuổi theo đi. Bám theo đi. Nhuận Chi, tăng thêm tốc độ. Có mệt không Nhuận Chi? Không mệt được, nhanh lên đi. Tượng với Thạch cứ như là chó dại, cắn rồi không chịu nhả ra. Đúng vậy, quân của Tiết Nhạc đang tăng tốc phía sau. Chúng ta vừa nhận được tin, quân của Lưu Nguyên Đường cũng đang chăm chăm cắn chúng ta ở phía sau. Quân truy đuổi đã tăng quân số lên mấy trăm ngàn. Hiện giờ cách chúng ta chỉ khoảng 2 ngày đi đường. Đúng là gió thổi giông bão sắp đến rồi. Tôi đã lệnh cho quân đoàn 135 nhất định phải đến được vị trí chỉ định theo thời gian dự định. Được. Lệnh cho cánh quân trung ương hành quân với tốc độ thật gấp. Chỉ khi tới được Lễ Châu mới được phép nghỉ ngơi. Được. Lão Tổng à, tôi đề nghị sau khi chúng ta tới Lễ Châu khẩn cấp tổ chức hội nghị lâm thời để đưa ra quyết định cho bước hành động kế tiếp. Được rồi, lát nữa nói dần lại chuyện này. Được, đi tiếp thôi. Phu nhân, Lạp Thiết, Lạp Thiết trở về rồi. Cha nó ơi, anh mau ra xem ai đây nè. Lạp Thiết, có khỏe không? Khỏe. Cha nó ơi, Lạp Thiết trở về rồi. Thủ lĩnh, Lạp Thiết, đi đường chắc là vất vả lắm. Không sao, tôi còn trẻ nên gánh vác được. Quá tốt rồi, võ sĩ chúng ta cuối cùng cũng về rồi. Mẹ tôi nhỏ, em làm thịt dê cho Lạp Thiết. Anh muốn cùng với anh ấy uống một bữa thật say, để nghe anh ấy kể về chuyện trên đường đi. Anh chờ một chút, giữa trưa là chúng ta sẽ có đồ ăn, có rượu uống. Đi, đi. Đi đường thuận lợi không? Điện báo. Phải lặp đi lặp lại với bên đội ngũ. Chuyện này không thể qua loa được. Nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Tư lệnh, trung đoàn 5 gửi điện báo. Hôm nay họ đã hành quân cấp 80 dặm. Họ đã trèo lên được Tương Doanh. Không bao lâu sẽ tới tiểu tướng lĩnh. Tốt.
gửi hồi âm cho Tả Quyền, Lưu Á Lâu. Sau khi đã tới được Tương Doanh rồi, phải tìm đủ mọi cách để làm cho thế trận trình rang lên và nhanh chóng triển khai việc tuyên truyền. Với chương cờ giống trống tuyên truyền để kẻ địch tin rằng quân chủ lực của chúng ta đã tới. Rõ, khoan đã. Liên lạc được với cánh quân trung ương chưa? Sáng nay đã thử liên lạc với bên đó rồi, vẫn không có hồi âm. Tiếp tục liên lạc. Rõ. Cho nên chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy. Minh Thành, có việc sao? Anh ra ngoài một chút đi. Có chuyện gì? Vừa rồi ban trưởng ngụy bên hậu cần tới tìm tôi để báo cáo với tôi về tình hình dự lương thực của chúng ta. Trước mắt khẩu phần lương thực của chúng ta còn có thể ăn được mấy ngày? Không tới ba ngày. Ba ngày? Chỉ còn lại ba ngày khẩu phần lương thực à? Đúng vậy. Gần đây chúng ta luôn hành quân gấp, các chiến sĩ tiêu hao thể lực nên ăn uống hơi nhiều. Tôi nhớ lần trước khi chúng ta bổ sung lương thực là lúc còn ở trấn Thông An. Các đồng chí ban hậu cần tính toán tỉ mỉ mới kiên trì được cho tới hôm nay. Vậy xem ra kế hoạch đánh miền Bắc phải điều chỉnh lại rồi. Đúng vậy. Binh mã chưa đông, lương thảo đã đi trước. Không ăn chiến sĩ không thể nào đánh trận được. Lập tức kêu Hồng Bình đi giải quyết vấn đề lương thực, nhất định phải giải quyết. Hồng Bình, Hồng Bình, phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Anh tìm ai? Tôi tìm Lữ Đặng của các anh. Anh từ đâu tới? Tôi ở trại Di Dương Bãi Tử. Tôi tên là Chu Hợp Khúc Chát. Phiền anh vào báo cáo với Lữ trưởng một tiếng. Đi theo tôi. Báo cáo. Nói. Có người Di Dương Bãi Tử nói, nói là có chuyện tìm ngài. Không gặp. Rõ. Khoan đã. Cậu nói người Dương Bãi Tử tới tìm. Hắn tên gì? Tên Du Hợp. Du Hợp. Được rồi, tôi biết hắn. Cho hắn vào đi. Rõ. Chỉ huy Đặng. Du Hợp, hôm nay sao lại có thời gian tìm tôi vậy? Sáng nay tôi xuống thành bán ít thuốc thiên ma để đổi lấy ít muối cho mình, nên tiện đường ghé qua thăm ngài một chút, mang tới cho ngài một ít đồ tốt. Vậy sao? Đều là loại thượng hạng. Lá cây thuốc lá này ngài cứ dùng đi. Du Hợp, anh đã có lòng tới như vậy, vậy thì tôi sẽ nhận. Nhưng mà anh tới cũng rất đúng lúc. Có chuyện này tôi muốn nói với anh. Vì để cùng nhau chống lại Hồng Ma Quân, nên bây giờ tôi sẽ kết minh với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan, trở thành anh em. Hiện giờ tôi đã kêu Khúc Mộc Tu Ni lên núi thương lượng với Tiểu Diệp Đan về chuyện này rồi. Kết minh à? Phải, kết minh. Nếu như anh có thời gian, cũng nói giúp tôi chuyện này với cậu ta đi. Kết minh là chuyện tốt, tôi nhất định giúp anh nói chuyện này. Vậy tôi cảm ơn anh trước. Hôm nay anh tới có chuyện gì không? Có một chút chuyện nhỏ. Gần đây tôi làm ăn có cần một chút tiền. Chỉ quy Đặng, số tiền mà anh hứa cho tôi lần trước, bây giờ có thể đưa cho tôi luôn không? Là tiền gì? Chỉ quy Đặng đúng là bận quá nhiều công việc. Anh xem, chưa gì mà đã quên rồi. Chính là lần trước anh kêu tôi nói với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan, nói là Mộc Hạp Thạch Tạp ăn tiền đen để hai nhà đánh quan gia. Chỉ quy Đặng, ngay từ đầu chính anh đã hứa với tôi, chỉ cần việc này thành công, anh sẽ cho tôi 100 đại dương. Hiện tại quan gia đánh xong rồi, hai bên đều có thương vong. Du Hợp Khúc Giác xem như cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng là chỉ quy Đặng có thể đưa cho tôi số tiền mà anh đã hứa không? Anh vẫn chưa nhận được tiền sao? Lần trước đoàn trưởng Lý lên nhà tôi chỉ đưa cho tôi 10 đại dương, nói là trước mắt chỉ đưa được nhiêu đây, chờ chỉ quy Đặng dư giả tiền bạc rồi sẽ đưa phần còn lại. Buổi sáng anh không qua đây, Du Hợp Khúc Giá có tới tìm anh đòi tiền, nói là anh từng hứa cho anh ta 100 đại dương, hiện giờ chuyện này đã thành công, hai bên đều có thương vong. Tôi quên mất,
100 đại dương mang lên núi cho anh ta đi. Vậy tôi đi đây. Chỉ quy đặng. Chỉ quy đặng. Du hợp, chuyện này tôi biết rồi. Hiện giờ tiền bạc của tôi có chút eo hẹp, chờ tôi dư giả hơn tôi sẽ mang tiền lên đưa đủ cho anh. Được rồi, anh về trước đi. Dạ. Chỉ quy đặng, anh tốt nhất mau chóng đem tiền lên cho tôi đi. Không phải anh hy vọng tôi giúp anh nói thêm vào chuyện kết minh với thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan sao? Phải. Nếu như anh không đem số tiền còn lại lên cho tôi sợ có một ngày không để ý, tôi lại đem chuyện đánh quan gia lần trước kể ra hết. Một khi thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan này biết được chuyện kết minh này, sợ là sẽ còn gặp nguy hiểm hơn nhiều. Gặp lại sao? Gặp lại sao? Là chỗ này, để tôi vào liên lạc. Anh ở đây chờ tôi. Được. Ông chủ. Tiên sinh, cậu cần mua gì à? Cậu ba của tôi bị sốt còn ho khan, có lẽ bị nhiễm phong hàn, đã mời thầy thuốc trong thành tới khám bệnh rồi. Thầy thuốc nói tới chỗ anh thì mới có thuốc, nhất định phải tới đây bốc thuốc. Đây là phương thuốc. Gặp được người này sẽ hiểu. Tiên sinh, cậu nhầm rồi. Cái này hoàn toàn không phải là phương thuốc. Đây là tùy tiện viết ra mấy chữ thôi. Tôi cũng không biết chữ. Đây không phải là phương thuốc à? Trên này viết bất cứ ai nhìn thấy cũng hiểu. Cái này là quý gì chứ? Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Có lẽ thầy thuốc nhầm rồi. Tôi đi hỏi ông ấy. Ám hiệu không khớp. Tôi đoán trạm liên lạc này đã bị phá hủy rồi. Đội trưởng, hai người kia rất khả nghi. Đây là người trong tiểu đội trinh sát. Đi theo hắn. Rõ. Đây. Nào, uống cạn. Cạn. Lạp Thiết, nói như vậy trên đường đi anh vẫn đi chung với nhóm người Hồng Ma Quân sao? Gần như là như vậy. Bọn họ kêu chúng tôi làm người dẫn đường, sau đó tôi mới đi chung với họ. Lạp Thiết, cậu thấy họ là hạng người như thế nào? Thực ra thì cũng không có gì, cũng chỉ là người Hán, không giống như lời đồn. Nào là tóc đỏ mắt xanh, bộ dạng giống như ma quỷ. Tôi thấy bọn họ ăn uống ngủ nghỉ cũng giống như những người Hán khác. Vậy còn nữ qua tử anh cứu, sao không cùng anh quay về vậy? Đừng có nói nữa. Quế quen thân với mấy người Hồng Quân đó, nhất định đòi làm người dẫn đường cho họ. Tôi kêu Quế đi theo tôi, Quế không chịu đi. Tôi giận quá nên một mình về đây trước. Xem ra Hồng Ma Quân này thật sự có ma lực rồi. Cả con gái cũng một hai đội đi theo họ. Cả võ sĩ Lạp Thiết tuấn tú của chúng ta mà cũng không thèm luôn. Đúng là thú vị. Lạp Thiết,
Anh cũng đừng có buồn. Nếu anh thật sự thích cô ấy, tôi sẽ cướp cô ấy về đây cho anh. Thôi đi, thôi đi. Đừng có nói bậy. Nào, cạn. Uống cạn. Đúng rồi, Khúc Mộc Tony hôm qua có tới tìm tôi. Hắn nói chỉ cần chúng ta để Hồng Ma Quân đi qua Dương Bãi Tử là sẽ bị tổ tiên chúng ta trừng phạt. Hắn còn nói Đặng Tú Đình vì muốn chống lại Hồng Ma Quân, hắn muốn cùng tôi kết minh thành anh em. Vì chuyện này mọi người thấy sao? Thủ lĩnh à, theo như tôi thấy, Hồng Ma Quân đáng sợ, nhưng Đặng Tú Đình càng đáng sợ hơn. Thủ lĩnh, cậu phải cẩn thận hơn. Cha nó à, Thạch Tạp tới tìm anh. Thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Là Thạch Tạp sao? Nào, qua đây ngồi đi, cùng uống rượu. Tôi không ngồi, tôi tới để báo tin. Chuyện gì? Thủ lĩnh Lạp Mạc chúng tôi muốn mời thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan qua nói chuyện. Thủ lĩnh Lạp Mạc muốn nói chuyện gì? Thủ lĩnh Lạp Mạc chúng tôi nhận được lời đề nghị của chỉ huy Đặng. Chỉ huy Đặng muốn cùng thủ lĩnh Lạp Mạc chúng tôi kết minh làm anh em. Thủ lĩnh Lạp Mạc muốn nghe từ ý kiến của thủ lĩnh Tiểu Diệp Đan. Được, tôi biết rồi. Anh trở về nói với thủ lĩnh Lạp Mạc nhà các anh, nói là ngày mai lúc mặt trời lên cao tôi sẽ đi tìm anh ấy. Dạ. Nào, uống cạn.